Dạ xin chào các bác anh em đang theo dõi kênh. Video này em Minh giới thiệu các cái mã sản phẩm mới về tại cửa hàng của em. Đó là cặp loa rất là khủng Pioneer S1008DV và hai mã loa sub của Mỹ đến từ thương hiệu của Infinity và của JBL, đều là dòng Bass 25 của Mỹ, hỗ trợ cho nghe nhạc và karaoke. Thì trước hết giới thiệu thì em xin check lại chiếc âm ly Kenwood KR710 mà rất là nhiều các bác anh em đã hỏi trong video trước, thì tại sao nó vẫn còn ở đây. Thì có một cái bác khách, bác ấy cũng gọi điện đến và chốt nằn nỉ là tôi già rồi, nhớ để cho tôi. Thì em cũng tôn trọng bác thì em đã giữ lại, mà thay vì đó giữ lại cho bác thì bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội của những người khác. Những bác khách thật lòng rất là muốn mua thì mình lại bảo là em có khách chốt rồi, cái bác ấy hẹn là con tôi về chuyển nọ chuyển kia về chuyển khoản chờ, rồi chờ ngày 1, ngày 2 rồi đến 4 ngày liền mà bác ấy cũng không thèm nói là tôi không mua nữa hay gì đó, mình vẫn giáng giữ cho bác ấy. Mà rất là nhiều người sau đó họ vẫn cứ hỏi là còn không để cho tôi. Đấy thì em có gọi lại thì bác cũng không thèm bắt máy. Đấy, chán thật luôn. Không mua thì các bác cứ nhắn cho em câu tôi lỡ rồi hay tôi có một cái lý do gì khách quan, tôi hãy nhường lại cho người khác chẳng hạn sớm cho em thì ok. Đấy bác không nói một câu gì luôn. Đấy. Nên là qua đây thì thật sự là nhiều lúc các bác cũng phải thông cảm buôn bán. Nhiều khi là cái người cần họ rất là cần, họ thấy cái món đồ họ nghĩ họ thích. Nhiều khi mình nhường cho người khác mà bỏ lỡ cái của cơ hội của họ. Thì bây giờ thông qua video này thì em check lại cái chiếc âm ly này nhá. Nó chẳng đáng bao nhiêu đâu, có 2,8 triệu thôi. Size 46 Kenwood KR710. Dòng này dòng xuất Mỹ, điện 120, đánh 4 sò than. Đầy đủ các cái công năng chỉnh bát chép và đánh hẳn hai đôi loa rồi loudness. Rồi có cả radio 108. Những video về nội thất cũng như là về cái chiếc âm ly này em đã giới thiệu rất là kỹ trong video trước rồi. Thì em báo lại là các bác nào nếu mà còn nhu cầu hôm trước đã hỏi em ấy thì hôm nay còn nhá, cho các bác 2,8 triệu. Và quay trở lại nhân vật chính trong cái video này là cặp loa khủng long Pioneer F1008DV. Cặp loa sở hữu cấu hình bass 32 và cái điều đặc biệt ở trên cái cặp loa này là bass 4 dâu. Đấy, bass 32 toàn bộ là xương gang kiềng đúc rất là lớn ở đây và nhìn nó rất là chắc chắn. Bass 32 màng carbon và dòng bass này là dòng bass 4 dâu cho các bác. Loa mid bên trong nó phủ carbon, lớp tráng carbon bên trong. Loa mid 12. Rồi dòng chép cao cấp, dòng chép ruy băng cho tiếng chép rất là bén và bay nhạy. Đối với dòng loa S1008DV này thì các bác có thể vừa nghe đa thể loại nhạc và hát karaoke. Đặc biệt là những bác thích âm thanh nó mạnh mẽ, chơi đa năng thì cặp loa này là lựa chọn tốt. Ở bên dưới thì nó có sẽ có cho chúng ta hai cái cell volume chỉnh nhé. Cặp loa này mới về, các bác thấy rằng độ đẹp của nó rằng là các cái kiềng loa, kiềng gang này nó còn rất là sáng bóng, nó không bị teng ố. Và đây là cặp loa đẹp giao lưu cho các bác anh em. Cặp này trên thị trường thì có rất là nhiều các shop cửa hàng anh em review rồi nên em chỉ giới thiệu qua thôi. Các bác quan tâm thì các bác có thể gõ cái model của loa là Pioneer S1008DV để check trên thị trường. Và cặp loa này đúng các cái thông các cái căn bản như là đúng về led ride này, loa đẹp vuông thành sắc cạnh và còn zin nguyên bản. Cặp loa này cho phép công suất lên đến 200W chịu đòn nên anh em chơi rất là đa năng và thoải mái, không có lo hư về phần công suất. Không có lo về nói công suất nhé. Và cặp loa này mình vừa giao lưu cho các anh em với mức giá 17.500.000 đồng, giá rất tốt so với các cái mặt bằng chung trên thị trường. Tiếp theo là quả loa sub đến từ thương hiệu của Infinity. Dòng này sử dụng bass 25 hậu sâu đến hơn 50 đấy các bác. Con này nó thiên về chiều sâu, hậu rất là sâu. Con này nó sử dụng cái bass là 25 và màng của nó rộng là dạng màng giống như màng nhôm á. Đấy, nó màu trắng nhôm. Gân này của nó gân zin theo nó luôn các bác nhá. Con này hỗ trợ cho các bác nó vừa nghe nhạc, vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Nhìn cái hàng chất thì nó rất là đặc biệt này. Nhìn nó làm nó rất là thông minh, nhìn nó rất là khôn. Đấy, bass 25.
Con này có mức giá là 5,9 triệu nhá các bác. Con này modern của nó ở phía sau, nó nặng quá. Nó đánh thông hơi ở phía sau này. Các cái góc cạnh của hãng nó làm bo tròn, nó rất là mềm mại. Đấy. PS210 nhá các bác. Đây, rắc của nó vào đây và đánh thông hơi ở sau. Chiều sâu là hơn 50. Rồi tiếp tục là quả súc cuối cùng ở đây là súc JBL. Chiếc cặp súc JBL này có modern là PS đúc 1000. 1000 là 10 inch đấy. Con này nó có cái bát là 25. Đấy, bát 25 thông hơi phía trước. Ở về phần hậu sâu chiều ngang con này thì chỉ có khoảng 30 thôi, nhưng mà cái chiều sâu của nó cũng cỡ khoảng là 45 đấy các bác. Đây, khi mà đậy cái căng vào thì sẽ có đầy đủ tem JBL ở đây nhá. PS đúc 1000. Đây, JBL. PS đúc 1000, hai volume chỉnh đường vàng. Đấy, con này thì nó về nó đã bị cắt cái dây nên em đã cắt cái chân phích cắm đi, em đã nối lại cái phích cắm này. Đấy các bác nhá. PS đúc 1000. Quả súp JBL 2 bát 25 này chơi cũng rất là tốt trong tầm giá giao lưu cho các bác là 4,500,000 đồng bát 25. Chiều cao của nó là 40, hơn 40. Chiều sâu là hơn 40 các bác nhé. Chiều sâu nó cũng khoảng 40. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bác tổng cộng là 4 món. Loa Pioneer F1800DV rất là đẹp với mức giá là 17 năm. Và hai quả súp cũng như là check lại chiếc âm đi Kenwood mà các bác đã hỏi trong video trước. Bây giờ thì em xin dừng video và cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi nhé. Thân ái và chào tạm biệt các bác anh em ạ.